Ở trận đầu tiên, đội tuyển Ả Rập Xê Út đã tạo ra một cơn địa chấn tại sân Lusail sau khi tạo ra cú lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại Argentina tại bảng C. Phút thứ 10, Messi dễ dàng ghi bàn thắng trên chấm 11m sau khi Lindro Perez bị kéo ngã trong vòng cấm. Tưởng chiến thắng chung cuộc sẽ là chuyện đương nhiên. Tiếp đến là hai lần bóng đã vào lưới Ả Rập Xê Út ở các phút thứ 22 và 28 nhưng đều bị VAR từ chối do lỗi việt vị. Hiệp 2 diễn ra chưa lâu, ngay phút thứ 48, Al-Sheri tung cú sút chéo góc bằng chân trái đẹp mắt ghi bàn cho Ả Rập Xê Út. Và chuyện gì đến đã đến, phút thứ 53, Al-Dawsari tung cú rất đẹp bằng chân phải ấn định chiến thắng địa chấn 2-1 cho Ả Rập Xê Út, mặc cho những nỗ lực tìm kiếm bàn thắng không nghỉ của Messi trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Tiếp đến là trận đấu cực kỳ hấp dẫn tại bảng D giữa tuyển Đan Mạch và Tunisia đầy máu lửa khi cả khán đài sân Education City nhuộm đỏ rực bởi màu truyền thống của cả hai đội tuyển. Ở những phút đầu tiên, với thể lực dồi dào, các cầu thủ Tunisia đã chia cắt được tuyến trên khiến cho các chú lính chì gặp nhiều khó khăn. Ngay sau đó, Đan Mạch tìm được phương án tấn công tối ưu để đối phương lui về thế phòng ngự vất vả. Hiệp 2, Tunisia chủ động chơi chậm lại để giảm hưng phấn của Đan Mạch cũng như kéo giãn đội hình của đối phương. Kết quả chung cuộc, hai đội hòa nhau không đều và tạm hài lòng với một điểm có được. Thêm một trận hòa đáng tiếc và quyết định không nhỏ đến tấm vé đi tiếp của bảng C giữa Mexico và Ba Lan. Ở những phút đầu tiên, một thế trận chặt chẽ được hai đội tạo ra và khu vực giữa sân với những cuộc tranh chấp bóng rất quyết liệt và trong thế giằng co suốt hiệp đầu tiên. Đến hiệp 2, thế trận vẫn chưa thay đổi khi cả hai đội vẫn chơi đầy thận trọng. Phút 56, đại bàng được hưởng quả penalty sau khi trọng tài xem lại VAR và xác định đã có lỗi từ phía Mexico. Thế nhưng Lewandowski đã không thể thắng được thủ môn Ochoa trên chấm 11m. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng cho đến khi trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không đều. Dù Benzema vắng mặt vì chấn thương, Pháp vẫn thi đấu tốt và có chiến thắng ngược 4-1 trước đội tuyển Úc. Ngay phút thứ 9, Goodwin sút tung lưới tuyển Pháp ở khoảng cách 5m sau một pha phản công chớp nhoáng. Bàn thắng khiến cho các cầu thủ Úc tự tin triển khai lối đá. Pháp đẩy mạnh sức ép, đến phút thứ 27, Hernandez tung đường chuyền dọn cổ cho Rabiot bật cao đánh đầu tung lưới tuyển Úc. 5 phút sau, Rabiot tiếp tục chơi xuất sắc khi chuyền dọn cổ cho Giroud đệm bóng ghi bàn cho tuyển Pháp, nâng tỷ số lên 2-1. Đến hiệp 2, Úc chủ động chơi tấn công nhưng Pháp lại giành thế chủ động. Đến phút 68, Mbappe cũng có bàn thắng cho riêng mình sau cú đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 3-1. Ít phút sau đó, Giroud lập cú đúp cho riêng mình sau khi đánh đầu tung lưới tuyển Úc một lần nữa để ấn định chiến thắng dễ dàng 4-1 trước tuyển Úc và vươn lên đầu bảng D.